Chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn cái khuôn cánh quạt hai nha các bạn. Hôm nay mình dùng cái thư viện khuôn để mình dựng cái khuôn. Rồi hôm bây rồi mình đã làm đến đây rồi các bạn, mình đã làm ra cái ba cái insert này, đây ba cái insert này. Bây giờ mình tiến hành mình làm khuôn cho nó nha các bạn. Để xuất hiện cái thư viện khung chỗ này thì các bạn lướt đập vào đây thì nó xuất hiện cái moon bay nào các bạn. Các bạn vào new moon bay nha. Bạn để tôi tắt cái này đi. Các bạn vào new moon bay nào. Các bạn vào cái thư viện của thằng Tata3 này. Đây, các bạn chọn cái loại khuôn cuối cùng của nó. Đây, các bạn lựa chọn loại khuôn cuối cùng này. Mình sử dụng tấm lối nha các bạn. Đó, mình sử dụng tấm lối. Rồi, các bạn trong cái lựa chọn này, các bạn cho nó cái khoảng tấm cái mặt này nó cách cái vỏ khuôn này là 30 đi. Cái thai là bằng không, cái lỗi này mình không có. Rồi ta là cái đoạn này thì mình không có, mình không sử dụng. Rồi cái chọn ý tiên là 60 và 40, nó cách cái lỗi các bạn, cách cái lỗi này nè. Rồi các bạn ok. Rồi các bạn nét luôn các bạn. Qua đây mình chỉnh độ dày cho nó các bạn. Cái tấm này nè các bạn, mình là cái là đoạn 30 là 60. Tấm đố mình là 30. Mình giữ nguyên. Còn cái tấm mà mang cái la vỏ cái lỗ này là 150. Rồi. Ok các bạn, mình lấy tiếp. Các bạn để ý đây nè. Do cái chốt dẫn hướng có phần vai nó nằm ở phía dưới mà mình muốn nằm phía trên, các bạn dẫn hướng sẽ nằm bên đây và cái chốt dẫn hướng sẽ nằm qua bên đây đó, cho nên mình đảo chiều thằng này lại nha. Đó thì mình các bạn hồi lại một chút xíu, các bạn chọn là EZ thì nó sẽ đảo chiều lại nha. Rồi ghép. Các bạn chỉnh lại mỗi lần mình thay đổi cái nó mất rồi 60 rồi 30 150. Cái chỗ này mình không sử dụng nữa các bạn, nên các bạn rút ngắn lại đi là các bạn coi coi cái kèm khuôn mình nó đóng hở cái nào thì mình điều chỉnh chỗ này. Cái chỗ mà đóng kèm của mình đó, cái khe hở kèm mình nó bao nhiêu là cho mình chỉnh cái này cho nó hợp lý nha. Đây là 40. Rồi các bạn thấy không? Bây giờ cái chốt hướng là nó xây hướng trên này, QGPA nè, nó xây hướng lên trên rồi. Rồi mình finish luôn. Cái này nè các bạn, cái chuẩn gia công mình, cái chuẩn mà iPhone này mình nãy đó báo là một cái khuôn nằm không phải nằm đây mà nằm ở đây, cho nên mình sửa lại một chút nha các bạn. Hiện tại đó đúng là cái thằng này cách đây 30 ly mà nhảy đến đây rồi đó, cho nên mình vào đây mình sửa lại, mình delete nó đi, mình sửa lại nha các bạn. Rồi mình có là mình dời thằng này xuống đây các bạn. Từ 30.
mình vào cái thư viện khuôn mình làm lại. Rồi mình chọn cái thư cùng rồi. 30 ok xong rồi, next ok. Rồi, mình chỗ này các bạn, EZ. Đây là 60, 30 và 150. Chỗ này mình 40 thôi. Rồi, finish. Rồi, các bạn thấy giờ nó đã nằm đúng vị trí cho mình rồi. Đó, nó nằm đúng vị trí cho mình rồi đó. À, các bạn nó xây hướng đây cái chốt nằm bên trên rồi. À, bây giờ mình cái công nhiệm vụ của mình đó, bây giờ là mình cái phần dưới này mình trừ đi các bạn, mình trừ mấy cái lỗi này đi đã. À, xong rồi mình tính sao nha. Các bạn vào solid nè. Chọn thằng này, các bạn trừ cho cái thằng này. Tiếp tục thằng này, trừ đây. Qua đây, mình trừ cho thằng này. Cái thằng này nó sẽ hỏi rồi mình có phần bên trong cho mình trừ cái bên trong lại. Rồi. Bây giờ các bạn mở cái thằng này lên nè. Đó. Các bạn bỏ đi phần giữa đi. Đó, các bạn bỏ thằng này đi. Rồi các bạn load cái insert insert này vào. Lót cái insert vào. Insert. Đây. Hồi nãy tôi không nhớ là insert mấy. Thì lấy đại để các bạn không đúng thì mình sửa lại. Không phải cái này. À đúng là cái này rồi. Nhưng mà mình xây nó lại các bạn. À mình lên cho mình năng Z nó lên 30. Chỉ 30. Rồi. Rồi mình luôn là luôn các bạn. À lý do hôm qua tại sao mà tạo cái đó vòng á, tôi nói là cái đường kính ngoài không quan trọng là vậy. Tôi là mình sẽ làm thành là một khối duy nhất cho nên mình không cần. Đó. À, mình lưu lại xong rồi mình thoát đi. Rồi qua đây cái phần hình sạch này mình tắt đi, tắt phần hình sạch này đi. Để tôi coi. Rồi mình đã tắt cái phần hình sạch rồi. À, bây giờ tôi sẽ cắt cho các bạn coi thử nha. Còn một cái phần gì đó nữa. Để tôi mở lại coi các bạn. Rồi. À, còn cái sản phẩm đó các bạn.
này là khuôn trên này các bạn. Đó, cái khuôn dưới. Phần này hồi nãy mình tắt phần này đi các bạn. Nó còn phần này nè. Rồi. Cái sản phẩm hồi nãy mình chưa cái mình giờ cái đi mình chưa giờ cái sản phẩm đi theo các bạn, nó cho nên cái phần sản phẩm nó vẫn còn nằm ở đó. Đây. Đó. Rồi bây giờ vậy là ok rồi. Rồi cái bài thiết kế khuôn cái phần mà hôm nay đến đây là kết thúc nha các bạn. Rồi tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài sau. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.